Shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Chào mừng anh em, chuyện này cứ bài mua bà Việt. Các bạn có thấy cái gì không? Bé Điều Tiền chửi cả tim luôn. Tấu hài không hề nhẹ. Mà không hiểu sao chửi cả tim anh em ơi. Có những bạn dễ cay cú ấy, như kiểu Capri thì chửi lại luôn. Còn những người dễ tính thì họ ít khi chửi lại ở cái mức rank cao anh em ơi. Buồn dã man. Ena DSP. Đấy. Nhưng không sao anh em ơi, level 2 rồi chứ quả đấy là 1 là chết chắc nha. Rồi, chuẩn bị lem cái chiều 2 ra. Làm chậm rất khó chịu. Thực ra Ena khả năng khống chế tốt, cơ động và nhiều miễn thương có cả bị khống chế. Lý thuyết là có thể chơi được nha. Đấy, nhục nhẹ nâng cao lem chiều 2. Cavalier chỉ cần bắn và Điều Tiền chỉ cần đóng băng thôi. Không chửi nhau thì nó cứ auto xanh. Còn khi các bạn chửi nhau ý, nó sẽ auto fit. Cẩn thận nha, về nha hai bạn ơi. Đến cái thời điểm dừng team bạn giao đấy. Không biết ngay mà. Vừa mang lợi thế cho team, bây giờ chắc là hai bạn đấy là lên thớt rồi. Chắc luôn, không phải nhìn. Di chuyển là biết rồi anh em ơi. Các bạn có từng thấy là Broly cầm Ela DSP không? Tuy không thành công nhưng mà có thể chơi được. Bởi vì các bạn có thể chơi lúc bụi nè. Chơi bụi cũng rất là dễ với cái chiêu 2 nè. Cái việc của SP ấy là nghề là phải chơi bụi. Kiểm soát bụi tốt thì các bạn chơi SP tốt. Đấy, mình đứng ở đây này. Sau đó thì đợi bạn ấy ăn gần xong rồi lao ra thôi. Đấy. Hớp tay trên. Ôi, tôi đóng băng này, đóng băng này. Wow. Của đấy Điều Tiền mà thêm một hai cú nữa. Đứng cái chạm này. Level 4 hơi sớm anh em ơi, level 4 sớm hơn cả AD với mid. Thành ra là quá ngon. Lướt lên cho một lém chiêu 2. Capri chỉ cần bắn và ăn mạng thôi. Trời ơi. Mà là không đã tính làm gì vậy. Wow. Ở đây là World Combo rồi. Nhưng mà chỉ có Capri xanh thôi. Quá xanh chứ không phải là xanh. Còn mình thì hỗ trợ team rất nhiệt tình. Đó chính là Ela SP trong tay Mùa Việt nha. Sắp tới anh em ơi, Liên Cô Bài sẽ ra mắt trang phục của Ena. Và trong ngày lễ tình nhân Valentine 2021, Ena sẽ có trang phục cặp đôi với Murat trong sổ sứ mệnh mùa 26. Các bạn còn nhớ cái cốt truyện của Ena Vũ Lữ Bán Nguyệt trong đền thờ của thần Azenka. Murat là hoàng tử tiền triều. Cái triều mới là triều Tân Triều là của Azenka. Còn tiền triều cha của Murat là hoàng tử. Đấy. Anh em mình vẫn không có mạng à. Trời ơi. Hỗ trợ nhiều quá anh em ơi. Tụ nguyệt trảm. Thôi xong luôn. Tính là mùa tứ nguyệt trảm để khống chế Zil. Không hiểu sao Zil cứ xài chiêu cuối nhảy mỗi vào người mình thôi. Hay là bé Ela xinh nhất team nhở? Vô lý. Vô lý thực sự anh em ơi. Dù gì mà trận đấu này team mình là mình này, Điều Thiền này, Capri đây, bộ ba song sát, không, bộ ba tam sát đi cùng nhau. Toàn gái xinh lung linh cả. Còn bé theo lát ở phía dưới thì hình như đang chơi trò búp bạn cho Airy. Nhưng không sao anh em ơi. Ela xuống rồi. Trên này mình chỉ cần lên cái
Phun chân choi xong là đánh rất là dễ. Nhắm chiêu 2 ra, bắn đi bạn ơi. Nớt cho 1 lên. Ơ mình xin. Rồi sang đây mình múa tứ huyết trảm cho các bạn nghe. Rồi múa xong, đánh thường sau đó mới chiêu 1 nha. Wow. Quá là khống chế nè. Trời ơi, thơm. Ngon quá. À, đang kể về cái cốt truyện của Ena. Ena tính là tìm tiêu diệt hoàng tử tiền triều Murad để lấy cái gì thanh thần kiếm ấy, thần khí của Murad. Không biết thần khí của Murad là cái gì, cái này thì cũng không rõ. Ở hiện tại mình cũng quên mất tiêu rồi. Và sử dụng cái thần khí đó để lật đổ tân triều, tân thần quốc của Isengard. Nhưng mà cuối cùng ấy, kẻ địch cuối cùng vẫn là kẻ địch. Mà trong đấu tranh ấy, kẻ địch thì là team mình rồi. Thế chắc phải bảo kê nha. Đó. Bé hổ lô này. Múa cho không được chơi game luôn. Combo Ena rất là dễ và các bạn chơi Ena mạnh nhất vẫn là phong cách lốt bụi. Anh em nhớ lốt bụi khi chơi còn tướng đấu sĩ kiêm nghề sát thủ ấy nha. Nhưng mà đi SP thì phải lên đồ tanker nhiều một chút xíu. Trận đấu này mình lên đồ phụ trợ cái đồ hệ hỏa, đồ công rồi, công lý rồi. Sau đó mình phải lên hai cái đối thủ, đó là Huân Chương Choi để kháng lại sát thương của Veda và Zil. Cái Thiên Thất Truyền để kháng lại sát thương của Ivy. Rồi Moren. Hai đồ đấy xong mình sẽ lên đồ công anh em ơi. Đồ công thì kiếm một Damasa hoặc là cái Thương Long thôi, kiếm một Damasa đi. Ở trận đấu này là quá easy rồi. Bộ ba tam sát phối hợp với nhau quá perfect anh em ơi. Còn bé theo lát thì cứ bị fit thôi. Lại chết cho coi. Đấy mà. ID phía dưới đây. ID hay đấy. Chặn được bé theo. Wow. Ừ nha. Bộ ba tam sát phải đi với nhau. Wow, đừng cao thế hai bạn. Phải có Ena khống chế ra mà chơi đây. Mình ném chương 2 ra này. Đấy. Có chạy được đâu. Cổ thân bạn Azenka nãy giờ cứ bị chiêu 2 của mình làm cho khỏi chạy luôn. Ô hay, đã mang đủ đấy. Lấy chiêu 1 đấy. Wow, có mạng anh em ơi. Đầu game không có mạng, cuối game thì có rất nhiều mạng. Ăn liền 4 mạng luôn. Wow, quả đấy không kích tốc là chết nha. Mà mình không hiểu sao là Ela và Murad lại cặp với nhau được. Cái hồi mà Murad còn là hoàng tử tiền triều ấy, trong cốt truyện ấy, thì Ena là một thiếu nữ mới tròn 18 thôi. Từng nhìn Murad với một cái sự ngưỡng mộ của một thanh niên đẹp trai, nhà giàu, 18cm. Ở đấy là cốt truyện là 18cm. Nhưng mà đó là địa lực, cái gì nhỉ? Quyền lực, địa vị và phú quý. Cốt truyện thật là như vậy, nhưng mà bị mấy thanh niên YouTuber cứ làm lá đi để tấu hài thôi. Ây da, bé Olu đã bị đóng băng, thuyền khá là hay. Nhưng mà thuyền có cái tật đó chính là cái bạn Trang này này, hay là người yêu của bạn Trang này, thích chửi cả team luôn. Mà không có làm gì luôn nha, không động chạm gì bạn đấy, chửi cả team luôn. Kiểu là phong cách là chửi ôn đấy anh em ơi. Mình thích là mình chửi thôi. Thốn dã man. Anh ta thần này, anh ta thần nào của nó rồi. Thế ra trong game Dragon Ball có một số cốt truyện mình rất là nhớ nha. Rất là nhớ, nhưng mà có một số cốt truyện tướng mình lại chẳng nhớ tẹo nào luôn. Thế mới nghịch lý anh em ơi. Nhất là những cái cốt truyện mình kiểu là mình làm video clip cốt truyện với cả mình tấu hài một chút xíu là nhớ cực kỳ lâu. Đó. Mà những cái cốt truyện mà không làm thì khỏi nhớ luôn. Oh, không ổn đôi. Cái quả đấy là mình may cản nó tim nhiều nha.
có rất nhiều sát thương nha. Thì team mới bắn chết được AD. Rồi ném một chiêu 2 ra, ném chiêu 2 khống chế thôi. Sau đây cho mình vào bụi nha, vào bụi nha, mình tụ nguyên trảm nha. Đấy, ngon ngay anh em ơi. Giờ lên. Rồi Lacroix ơi kìa, rồi lại lên tiếp này, ném một chiêu 2 ra này. Cavalry cứ việc bắn thôi, rất là khó chịu cái bộ ba tam sát này đi cùng nhau, vì có làm chậm, có khống chế choáng liên hoàn của tứ nguyên trảm, có đóng băng của điêu thuyền. Mình lại xin mạng nữa nè, lại không ăn mạng nào đây, thông một phát 7 mạng luôn. Mà trận này nếu mình lên đam ý là mình ăn được mạng mò đen rồi. Thì sai đam anh em ơi, tụ lâu thêm một chút nữa là có mạng của mò đen. Tiếc dạ man. 16 điểm hỗ trợ nha, không phải ít đâu. Đấy, Ena là theo lý thuyết là có thể chơi hỗ trợ được, nó hoàn toàn có thể chơi hỗ trợ được anh em ơi. Nhưng mà mình không khuyến khích anh em, vị trí mạnh nhất của nó vẫn là đi lên cả thần. Đấy, đang bảo kê cũng rất là tốt. Đi lên cả thần này, các bạn chơi kiểu lúc bụi rất là khỏe. Ok, thì có lẽ thì video clip của Mô Việt đến đây đã hết rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu từ nãy giờ ủng hộ Mô Việt nha. Và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.